Thứ mê hoặc con người nhất trên đời là gì? Nhất định là tiền rồi. Có tiền, bạn sẽ có nhà, xe hơi và cuộc sống mơ ước. Nếu bạn có một ấm trà biết đẻ ra tiền. Nhưng tiền đề là phải tổn hại sức khỏe của mình hoặc người khác. Bạn có muốn cơ hội này không? Nhân vật chính là một cặp vợ chồng. Nam chính điển trai là một nhân viên bình thường. Thành tích bình thường, không được sếp trọng dụng. Nữ chính đang tìm việc. Vì quá kén chọn, mỗi lần phỏng vấn đều thất bại. Vì thế, cuộc sống hai người rất chật vật. Tham gia tiệc cùng bạn bè phải mặc đồ tồi tàn nhất. Thẻ tín dụng bị âm. Cuộc sống tồi tệ như vậy, nhưng hai người rất yêu thương nhau. Một hôm họ ra ngoài mua đồ ăn. Đột nhiên bị một chiếc xe tải đâm. May mắn là không sao, thì ra có người cố tình vượt biển cảnh báo giao thông. Lúc xuống xe giải quyết sự cố, nữ chính phát hiện bên cạnh có một bà lão rất kỳ lạ. Ôm một vật lấp lánh vào phòng. Cô lập tức đi theo, đuổi đến một hàng đồ cổ. Cuối cùng đã tìm thấy bảo bối phát sáng vừa nãy, thì ra là một ấm trà cổ kính. Khi cô chạm vào ấm trà, đột nhiên cô bị mê hoặc không rời. Ôm món đồ chạy mất. Hôm sau, cô bất cẩn bị thương lúc làm tóc. Ấm trà bỗng kêu lên. Cô hồi hộp mở ấm trà, phát hiện ấm trà có 6 đến 7 tờ tiền đô. Cô đã hiểu ra điều gì, thì ra chỉ cần bị thương, ấm trà sẽ sản sinh ra tiền. Cô vui mừng sung sướng, cô phóng khoáng làm đau mình. Người chồng về nhà phát hiện vợ mình đang nằm đầy thương tích trên giường. Dù đã nghe đầu đuôi mọi chuyện, nhưng anh đã linh cảm được điều chẳng lành, rất muốn trả lại ấm trà. Nhưng không biết vì sao tiệm đồ cổ đã đóng cửa. Hết cách, sau khi về nhà, anh thương lượng với vợ, đợi họ kiếm được 1 triệu đô sẽ lập tức vứt ấm trà. Họ bắt đầu nghĩ cách làm tổn thương mình. Đứt tay, nhổ răng, đánh đập. Rất nhanh họ đã xong nhiệm vụ. Dựa vào ma lực kỳ diệu của ấm trà, họ mua được ngôi nhà lớn, có tiền thật sướng. Mua xe, mua trang sức. Thích mua quần áo gì thì mua, vừa chơi game vừa tắm, còn tổ chức tiệc tùng. Bây giờ họ đã trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất. Nhưng lúc này, một người không quen biết đã phá hủy ước vọng làm giàu này. Là một tiến sĩ khảo cổ Trung Quốc, anh nói với giọng nghiêm trọng. Hai người đang gặp nguy hiểm lớn. Nhưng hai người tham lam sao có thể nghe lọt tai lời này. Lập tức đuổi tiến sĩ đi. Nhưng lời của tiến sĩ Hanh chóng ứng nghiệm. Một buổi tối, họ gặp cướp trong nhà. Tên cướp là hai người Do Thái. Họ nói ấm trà này là tổ tiên họ để lại. Vì thế số tiền này vốn phải thuộc về họ. Nhưng kỳ lạ hơn là họ chỉ cần tiền chứ tuyệt đối không động đến ấm trà. Vì người giữ ấm trà này không ai có kết cục tốt đẹp cả. Để làm rõ bí mật ấm trà này, họ lại đến tìm tiến sĩ. Anh nói ấm trà này xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, vào tay vô số người, gây ra vô số tai ương. Chỉ cần chủ nhân của nó có một chút lòng tham, nó sẽ khiến người này chết dần chết mòn. Nhưng người vợ không muốn từ bỏ. Cô nói vợ họ đều là người lương thiện, cuộc sống của họ vốn khó khăn, chỉ vì muốn có cuộc sống tốt hơn. Việc này có gì sai chứ? Nhưng cô vẫn chưa hiểu, cô sắp bị lòng tham làm mờ mắt. Hai vợ chồng có được một ấm trà, chỉ cần làm tổn thương bản thân, ấm trà sẽ sản sinh ra tiền. Nhờ vào nó, hai người bỗng chốc phát tài. Nhưng dần dần ấm trà không đáp ứng những tổn thương nhẹ, tiền sản sinh ra ngày càng ít. Vì muốn tiếp tục cuộc sống xa hoa, người vợ tự đi làm gãy chân mình. Người chồng uống rượu bạc mạng, chủ động gây sự, kết quả bị đánh thảm hại. Thế này không phải là cách. Một hôm, người vợ thấy một thanh niên trượt ván bất cẩn bị gãy chân. Đột nhiên ấm trà kêu lên, lại sinh ra một khoản tiền lớn. Cô đã hiểu rồi, không nhất định phải tự làm đau mình. Cuối cùng hai người nghĩ ra cách mới. Họ đến những nơi có thể chứng kiến đau đớn của người ta. Boxing, xăm mình, sinh đẻ, họ liên tiếp kiếm được tiền. Trong lòng chỉ khao khát tiếng kêu của ấm trà. Cứ như vậy, người vợ vẫn chưa mãn nguyện. Một ý xấu nảy ra, lúc lái xe, cô thấy một người vượt đèn đỏ. Cô tăng tốc định đâm người đó. Người chồng thấy lạ, lập tức ngăn vợ lại. Cuối cùng người qua đường cũng được cứu, nhưng người vợ tức giận. Cô hét lên, tại người đó tự vượt đèn đỏ đấy chứ. Chồng đáp, vậy anh ta phải chết sao? Người vợ thất vọng nói, cuộc đời này anh làm gì cũng thất bại. Anh vốn không xứng với em. Càng nói càng hung hăng, xuống xe đóng sầm cửa lại rồi rời khỏi. Lúc này ấm trà lại sản sinh ra tiền. Chuyện gì? Vừa rồi đâu có ai bị thương. Người vợ đã hiểu, vừa rồi cô đã làm tổn thương trái tim anh chồng. Cô bắt đầu dùng lời nói công kích người chồng liên tục. Nhưng như vậy có xứng đáng? Sau khi về nhà, hai người bắt đầu nói những câu tổn thương đối phương, tiền liên tục bay ra. Không ai ngờ vì muốn kiếm tiền, hay vì muốn trả đũa nhau. Người vợ nói, tôi ngoại tình rồi, tiền bay ngập nhà. Nhưng anh chồng không chịu được nữa. Vài ngày sau, họ nói, ác độc đến mấy giờ cũng không kích thích ấm trà nữa. Họ lại nghĩ ra cách,
tìm cặp hàng xóm từng bắt nạt họ, nói con chó của anh là cho vợ anh làm chết. Lại tìm đến cấp trên đã sa thải người chồng, nói với vợ anh ta, chồng cô là biến thái. Tiếp theo là ai đây? Người vợ bỗng nhớ đến chị gái. Đứa con thứ hai của chị không phải của anh rể. Bí mật này rất đau thương, nhất định sẽ kiếm nhiều tiền. Khi họ chuẩn bị nói ra, cô lại đổi ý, anh chồng cười thầm. Về nhà người vợ tức giận. Vì sao mình lại yếu đuối vậy? Cô không biết đó là sự lương thiện cuối cùng của mình. Cuối cùng cô vẫn đi vào đường cùng. Bên ngoài có nhiều yêu râu xanh và bọn buôn lậu, chúng ta giết chết một người sẽ kiếm được một khoản. Anh chồng muốn khuyên cô, nhưng người vợ không dừng lại được nữa rồi. Anh chồng nghĩ lại lời tiến sĩ nói, ấm trà đang hủy diệt từ từ hai vợ chồng anh. Anh thất vọng đi tìm tiến sĩ, hỏi bây giờ cứu vãn có kịp không, làm sao mới thức tỉnh được cô ấy. Tiến sĩ lắc đầu, bây giờ đã muộn rồi, rất nhanh cô ấy sẽ bị ấm trà hủy diệt. Anh chồng hỏi, vì sao ông không mang ấm trà đi ngay lập tức? Ông trả lời, chỉ có tự nguyện từ bỏ thì ma thuật mới được giải tỏa. Anh chồng đã hiểu. Tối đó người vợ vừa tắm xong, đột nhiên phát hiện anh chồng ôm ấm trà ngồi trên lan can. Cô cúng lên. Anh chồng nói, em nói anh làm gì cả đời cũng thất bại hay sao? Em muốn giết người kiếm tiền, ok. Anh cho em toại nguyện. Cuối cùng anh nhảy xuống dứt khoát. Người vợ đã thức tỉnh. Trên đất tràn ngập tiền. Người chồng lựa chọn cái chết để đổi lấy lương thiện vốn có của vợ. Cô ấy đã tỉnh ngộ, vừa khóc vừa hét lên. Em sai rồi, không ngờ rằng tòa nhà không cao, bên dưới là thảm cỏ. Anh chồng không chết, tất cả đều được chủ nhà nhìn thấy. Ban đêm đến ăn trộm ấm trà, hai người vô cùng vui mừng, ác ma đã bị đem đi. Nhưng nghĩ lại, họ lo lắng ấm trà hại người khác, bắt đầu đuổi theo chủ nhà. Nhưng không ngờ rằng trong một đêm, tên chủ nhà đã cạn hết nhân tính. Hắn chỉ súng vào họ và cười, chúng tôi sắp phát tài rồi. Lúc này, hai người Do Thái cũng đến. Họ như tay súng cự khôi, không động vào ấm trà, chỉ đứng nhìn từ xa. Một khi phát hiện cơ hội, sẽ lập tức xuất hiện để chia nhau đóng tiền bất nghĩa. Bốn người đấu nhau, hai người ở sau sofa không bị trúng đạn. Sau một cơn mưa đạn, không có động tĩnh gì nữa. Anh chồng nhìn ra bốn người đều ngã cuộc rồi. Đổi lấy một cơn mưa tiền, chuyện khủng bố biết bao. Họ vì tiền mà đến, cũng vì tiền mà chết. Cuối cùng, hai người đưa ấm trà cho tiến sĩ, tặng tiền cho người cần. Ấm trà cuối cùng bị ném xuống đại dương vô tận. Bộ phim có 5 giai đoạn chính: hại bản thân, nhìn người khác tổn thương, tấn công người khác, dùng lời nói tổn thương người khác, cuối cùng là giết người. Nếu là chúng ta, liệu có thể dừng lại ở giai đoạn 2?